Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổ chức Y tế Thế giới giải tán hay minh bạch. Tối ngày 15 tháng 4, tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tổ chức này là công cụ của Trung Quốc. Trang Daily Telegraph đã cho biết như vậy. Và cũng giống như họ kiểm soát nhóm này, Tổng thống Trump đã nói cáo buộc rằng tổ chức này dễ bị Bắc Kinh tác động. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm 15 tháng 4 năm 2020. Ông Donald Trump nói rằng việc xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Tổ chức Y tế Thế giới là một sự ô nhục. Tại cuộc họp báo được Nhà Trắng phát đi trực tiếp trên mạng xã hội, ông khẳng định như sau. Có một điều gì đó đang xảy ra, điều gì đó đang xảy ra rất xấu. Ông Trump đã nói thêm, chúng tôi chi ra 500 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, và có điều gì đó rất tồi tệ đang diễn ra. Nó đã diễn ra trong một thời gian dài và chúng tôi không muốn tiếp tục bị lạm dụng nữa. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và ông nhắc lại rằng tổ chức này từ trước đến nay lấy Trung Quốc làm trọng tâm trong việc ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và một số lãnh đạo chính trị, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới đã gây ra đại dịch với những hậu quả nặng nề cho nhân loại. Điều này có chính đáng hay không là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh bài báo được đăng trên tờ The Guardian vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 đã cảnh báo sự lây truyền từ người sang người của virus chủng mới. Nhà bình luận Phạm Phú Khải phân tích tiếp. Trước hết, rõ ràng là Trung Quốc đã ém nhẹm, giấu giếm, không công bố với người dân của mình và với bên ngoài nạn dịch này. Mặc dầu các chính quyền địa phương đều biết đến dịch bệnh này vào khoảng tháng 11 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, truyền từ người sang người. Các báo cáo từ giữa tháng Giêng bởi một số cơ quan truyền thông như tờ The Inquirer vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 đã cho thấy được mức độ quan ngại truyền bệnh từ người sang người của virus corona này, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa thừa nhận hoàn toàn điều đó. Sau đó, khi mức độ lây lan đã gia tăng đáng kể ở Trung Quốc và lan ra ở nước ngoài, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn một mực không công nhận viêm phổi Vũ Hán là đại dịch. Vì sao vậy? Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Một phần vì một định nghĩa thế nào là cho là một đại dịch là điều mà vẫn chưa rõ ràng và đang còn nhiều tranh cãi. Có người cho rằng để gọi là một đại dịch thì cần phải có 3 yếu tố. 1. Nó lan truyền từ người này sang người khác. 2. Nó giết hại. Và 3. Nó lan rộng toàn cầu. Mãi cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới mới công bố tình trạng này là đại dịch. Lúc đó đã có 118.000 ca bị nhiễm trên 110 quốc gia mất rồi. Và trước đó, ngay từ đầu tháng 2, ông Kip Reis đã phản đối các quốc gia từ Mỹ đến Úc đến Singapore đã đóng cửa biên giới và cho rằng họ đã có phản ứng thái quá khi tình hình chưa đến nỗi quan ngại như sự đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới. Đây là hình ảnh, ảnh chụp bản báo cáo tình huống số 11 vào ngày 31 tháng 1 của Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố nạn dịch là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn nhìn nhận rằng sự lây lan của viêm phổi Vũ Hán hiện nay là đáng quan ngại nên tuyên bố nạn dịch là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng thế giới trong bản báo cáo tình huống số 11 ngày 31 tháng 1 năm 2020 được ghi nhận như vậy. Thế nhưng, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tin rằng viêm phổi Vũ Hán có thể được ngăn chặn nếu áp dụng các biện pháp phát hiện, cách ly, chữa trị, tìm ra nguồn mối và đề cao cách ly xã hội. Vì Tổ chức Y tế Thế giới không có quyền hạn gì lên chủ quyền của các quốc gia khác, nên các quốc gia như Mỹ, Úc cùng nhiều quốc gia khác đã gạt qua đề nghị này và liền lập tức cấm các chuyến bay từ lục địa Trung Quốc kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Khi nghe tin này, Tổ chức Y tế Thế giới liền phản đối mạnh mẽ và tuyên bố như sau. Hạn chế đi lại có thể gây hại nhiều hơn lợi vì cản trở chia sẻ thông tin, chuỗi cung ứng y tế và gây hại nhiều cho nền kinh tế. Trung Quốc qua các viên chức ngoại giao của họ cũng lên án các quốc gia không theo đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Và họ nói, đúng như Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị chống lại các hạn chế đi lại, Mỹ đã chạy theo xu hướng ngược lại. Và Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới lại quả quyết thêm rằng 151 trường hợp mắc bệnh và một trường hợp tử vong được xác nhận tại 23 quốc gia ngoài Trung Quốc là con số lượng nhỏ
và các trường hợp này có thể được quản lý mà không cần các quốc gia sử dụng các biện pháp cực đoan. Trong những tuần sau đó, khi đến ngày 13-11 tháng 3, khi tình hình ngày càng trầm trọng, Tổ chức Y tế Thế giới mới chính thức tuyên bố viêm phổi Vũ Hán là đại dịch. Cũng vì nghe theo lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới trước đó, nên nhiều quốc gia không sử dụng các biện pháp cứng rắn mạnh mẽ, trong đó không đóng cửa biên giới. Và kết cục, như chúng ta đã thấy, là một nạn nhân của đại dịch toàn cầu có nguy cơ tàn phá và thay đổi khủng khiếp đời sống con người trong thời gian tới. Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu hoạt động kể từ ngày 7 tháng 4 năm 1948 với một cam kết chung là để đạt được sức khỏe tốt hơn cho mọi người ở mọi nơi. Đây là hình ảnh ngày 6 tháng 4 năm 2018, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại Liên Hợp Quốc đã tổ chức sinh nhật lần thứ 70 của tổ chức này. Nhà quan sát Phạm Phú Khải khẳng định tiếp, nếu Tổ chức Y tế Thế giới là một tổ chức y tế toàn cầu có nhiệm vụ vô cùng trọng yếu như trên, nhưng vì bị áp lực của Trung Quốc hay vì không làm đúng chức năng của mình, thì những người trách nhiệm của Tổ chức Y tế Thế giới phải chịu trách nhiệm các tác động sâu sắc của viêm phổi Vũ Hán lên mọi mặt đời sống toàn cầu hiện nay. Cho dù thật sự Tổ chức Y tế Thế giới không chịu áp lực từ Trung Quốc, tổ chức này cũng phải nhìn ra được xu hướng dịch bệnh gia tăng một cách đáng quan ngại trong thời gian đó và cần đưa ra các đề nghị thích hợp tùy theo tình hình và khả năng của quốc gia để họ lấy quyết định đóng cửa biên giới và để bảo vệ và ngăn chặn tình trạng lây lan, thay vì lên án hành động đó là cực đoan hay không cần thiết. Và một điều được đặt ra, giả sử nhiều quốc gia khác như Úc chẳng hạn cũng nghe theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì tình hình đã tồi tệ hơn rất nhiều lần rồi. Điều này cho thấy Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại hoàn toàn trong việc theo dõi, nghiên cứu, điều hướng và lãnh đạo thế giới đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán này. Nó cũng cho thấy rằng việc rà soát và xem xét lại cung cách làm việc, tiến trình lấy quyết định và đâu là những nguyên nhân làm cho Tổ chức Y tế Thế giới không đi đến những quyết định sớm hơn và quyết đoán hơn qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ giúp cho tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới và sa thải những cá nhân nào đã tắc trách trong công việc của mình trong thời gian qua. Và nhà báo Nguyên Đại lại cho rằng sau quyết định của Tổng thống Donald Trump, Tổ chức Y tế Thế giới có thể đối diện với hai lựa chọn. Một là giải tán vì không đủ ngân sách để hoạt động và hai là minh bạch. Đây là hình ảnh buổi tiếp đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Về khả năng phải giải tán thì không đủ ngân sách để hoạt động, dĩ nhiên chính phủ Trung Quốc sẽ không thể một mình gánh vác sự thiếu hụt ngân sách đó của Tổ chức Y tế Thế giới. Và nếu có, và tổ chức này cũng không còn là Tổ chức Y tế Thế giới nữa, mà chính thức là danh chính ngôn thuận trở thành Tổ chức Y tế Trung Quốc. Còn sự giải tán của Tổ chức Y tế Thế giới có thể kéo theo sự sụp đổ của các tổ chức quốc tế khác, gần nhất là Hội đồng Y tế Thế giới, tổ chức quốc tế lớn hơn và bao gồm WHO. Về khả năng thực hiện sự minh bạch, tức là phải công bố toàn bộ các hoạt động của họ kể từ khi dịch viêm phổi cấp tính Vũ Hán bắt đầu từ tháng 11 năm 2019, lây lan trong tháng 12 và bùng phát ở thành phố Vũ Hán, đã dẫn đến quyết định phong tỏa thành phố này với hơn 11 triệu dân vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 và sau đó là toàn bộ tỉnh Hồ Bắc với hơn 60 triệu dân Trung Quốc. Và quyết định chưa từng có này báo hiệu sự thay đổi lớn của thế giới kể từ năm 2020 để tự cứu mình. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ còn một cách duy nhất là công bố toàn bộ và đầy đủ thông tin và tài liệu ai, lúc nào, làm gì, tại sao kể từ khi virus corona mới xuất hiện vào hồi tháng 11 năm 2019. Các tài liệu, văn bản, thông tin đến và đi từ Tổ chức Y tế Thế giới trong khoảng thời gian 4 tháng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020 cùng với sự giải thích của các giới chức cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới trên nền tảng thông tin làm cơ sở cho các quyết định của họ. Nếu được công bố đầy đủ, chắc chắn sẽ dính dáng tới Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bởi dễ dàng rất nhận thấy, được quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới rất đồng điệu với cách hành xử của Trung Quốc trong đại dịch này. Nếu những thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới cung cấp không đầy đủ sẽ tạo ra những tranh cãi lớn, ít nhất là cho đến cuối năm 2020. Sự đơn điệu từ tổ chức của Tổng giám đốc ông Tedros dĩ nhiên sẽ không thể nào chịu được cơn giận của nhiều chính phủ trên toàn thế giới, với nhiều trăm ngàn người đã chết trong đại dịch này và nhiều triệu người đã bị nhiễm bệnh và trong thời gian tới còn tiếp tục tăng cao. Và có lẽ người nhức đầu nhất trên thế giới hiện nay là ông Tedros. Sinh mạng của hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người nhiễm bệnh không thể nào giải thích bằng sự im lặng và từ chức đơn điệu của ông này, hoặc chỉ nói rút kinh nghiệm mà thôi. Đây là hình ảnh ông Tedros, người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, đã trả lời báo chí tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ.
Và ngược lại, sự hợp tác và minh bạch của ông ta có thể dẫn đến việc ông trở thành thiên cổ tội nhân của cả nhân loại. Việc minh bạch của ông Theros có khả năng liên quan đến Tập Cận Bình cùng với cách hành xử thấu cáy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm kiểm soát dịch bệnh bằng cách kiểm soát thông tin về dịch bệnh, lũng đoạn các tổ chức quốc tế có vai trò quyết định về tình trạng dịch bệnh toàn cầu, tổ chức các đường dây đầu cơ và các dụng cụ y tế để trục lợi trên sinh mạng nhân loại, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên quy mô toàn cầu nhằm đánh lạc hướng dư luận và đổ tội cho nạn nhân. Con virus Vũ Hán có thể làm thiệt hại sinh mạng chính trị của ông Tập Cận Bình. Việc Trung Quốc cho các tàu cá nhận cá dân quân vây Trường Sa, đưa giàn khoan vào sâu trong thềm lục địa của Việt Nam, mở các cuộc tập trận quy mô giữa Thái Bình Dương, đưa các phi cơ chiến đấu xâm phạm không phận Đài Loan trong những ngày này, như là những dấu hiệu vùng vẫy của một con gấu hung dữ đang bị trọng thương. Và cũng đúng như tác giả Nguyên Đại đã nhận định rằng, có thể kết luận một cách không sợ nhầm lẫn là Tổ chức Y tế Thế giới đã thất bại trong vai trò của họ đối với đại dịch hiện nay, nhưng việc ai sai, ai rớt thì sẽ còn là câu chuyện dài trong những năm tháng sắp tới. Viêm phổi Vũ Hán đã tạo nên một cơn địa chấn và sóng thần trên phạm vi toàn cầu, những thành phố hoang vắng, những con đường không sinh khí, những bãi biển không bóng người và cả sự thay đổi số phận của những nhân vật chính trị cũng như sự tồn vong hay cải tổ của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã nhìn rõ hơn bộ mặt thật của nhà cầm quyền Trung Quốc để đưa ra quyết sách sớm vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời để gia nhập thế giới văn minh tự do của nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2020 với bản tin Tổ chức Y tế Thế giới giải tán hay minh bạch. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de